Tận thế đến nơi rồi. Bạn muốn làm điều gì nhất trước khi chết? Đằng nào cũng tận thế, làm loạn thôi. Tận tận cái Các bạn có tin vào ngày tận thế không? Mình thì nghĩ là chẳng ai tin đâu. Nhưng mà không, mọi người là cứ phải làm to nó lên, cứ như là ngày tận cùng của thế giới vậy. Nhưng mà thật đấy, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà ở đây cũng loạn hết cả lên ấy. Oh my god, girl, I cannot believe I'm gonna die so young. Oh my god, I cannot believe it either. But what the hell, YOLO? Hey, you know the war's gonna end soon, so does it mean I can fuck her? What? Well, cause, you know, we all gonna die, and I just want you to shut the fuck up. Người ta đang chuẩn bị thi mà cứ chết với chóc. Đờ mà tôi mà thi trượt nữa là tôi đến nhà tôi ăn vạ. Ở ngoài đời thì là thế, lên mạng thì cũng chẳng khác mấy. Lại còn thêm cái trò câu like trên Facebook. Like nếu bạn muốn sống qua ngày tận thế. Like nếu bạn muốn chết lúc khác. Thì đờ mờ tôi muốn chết bây giờ thì làm sao? Thì comment. Hết câu like thì lại thêm mấy cái tin kiểu sóng thần động đất, rồi là thiên thạch đâm vào trái đất vào ngày 21 tháng 12. Đi đâu hiểu các bạn nghe ở đâu mấy cái tin vơ va vơ vẩn. Mà kể có thiên thạch đâm thật nhá, thì cũng có cái quái mà phải sợ. Mình vừa giả vờ đấy, các bạn thấy giống không? Nói đeo bên ngựa. Mình thấy nhiều người nói rằng ngày tận thế là một dịp tuyệt vời để bạn thổ lộ tình cảm của mình với người mà bạn thầm yêu trộm mến. Đây là một ý tưởng mà theo mình thấy khá là hay. Và nếu bạn có làm thì hãy thổ lộ một cách chân thành và thực sự. Chứ đừng có thổ lộ theo kiểu như bạn sắp chết thật vậy. Vì cơ hội là bạn sẽ vẫn sống thôi. Cho đến tận hôm nay anh mới dám thổ lộ tình cảm thật của anh với em. Dù biết là quá muộn vì ngày tận thế đang đến gần. Và vì sự hối hận muộn màng của một người sắp chết. Nhưng anh vẫn phải nói với em điều này. Anh yêu em. Em là người yêu anh nhé. Cảm ơn anh đã cho em biết tình cảm của anh. Em rất trân trọng điều này và thực sự là em không biết nói gì hơn. Em chỉ muốn hỏi lại anh điều này. Nếu sau tận thế mà chúng ta vẫn sống, thì em đi với thằng khác anh sẽ không sao chứ? Thì đấy là với những bạn không tin vào ngày tận thế nhưng cứ thích giả bộ thánh thiện. Còn với những bạn mà tin vào ngày tận thế thì... Hẹn gặp lại. Và vì thế câu hỏi dành cho các bạn lúc này nó không phải là nếu chỉ còn sống được vài ngày nữa thì các bạn sẽ làm gì? Mà nó phải là nếu sau tận thế mà bạn vẫn còn sống ấy, thì mình có được đạp bạn xuống vực không? Không được! Để bố tự ngã! Đùa cho vui thôi. Có lẽ mục đích của cái vlog này mình chỉ muốn hỏi các bạn rằng sau tận thế thì các bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ bắt tay vào những thứ mà bạn bảo là sẽ cảm thấy hối tiếc nếu không làm được trước khi chết? Hay là bạn sẽ tiếp tục ca bài hát đời còn dài? Để mình kể cho các bạn bí mật này. Cái này rất ít người biết mà không phải ai cũng đủ thông minh để nhận ra. Đó là nếu mà ngày tận thế thực sự xảy ra thì bạn phải sang ngay Trung Quốc. Bạn biết cái vụ mà Trung Quốc mua vỏ tàu của Nga để làm tàu sân bay không? Vớ vẩn đấy. Thật ra ấy là để làm tàu ngầm các bạn ạ. Nhớ nhá, phải sang Trung Quốc bằng được.